Năm nay ngày 9 tháng 3 năm 22 nha mấy bạn. Nay giống lúa đầy thơm tám. Đã sử dụng phân bón mùa vàng. Giống lúa nó đẹp không mấy bạn, xanh. Xanh tới gốc. Màu xanh. Có bông lúa nè mấy bạn ơi. Sau 2 cơn mưa phân này nó cũng cứng cây nha các bạn, cứng hơn so với phân đối trứng nè, người ta nằm quá trời luôn rồi mà nó phân đối trứng nó cháy đi lá ủ quá, lá ủ luôn mấy bạn ơi, lá ủ quá trời lá ủ luôn nè. Để hái cái bông cây này ra còn lá ủ quá trời, gần lá hay cháy hay cái bông không mấy bạn, hay cháy nguyên cánh đồng này, thấy cái gần lá nó banh hết rồi, còn cái phân của sử dụng phân con lười này nó còn giữ cái màu xanh đẹp như con gái 18 vậy. Bông lúa xanh sạch gốc, xanh sạch gốc, các bạn có thấy cái phần nào mà nó bông lúa nó dài nó gãy cúp luôn nè, nó gãy này, không phải gãy có bông đâu nha các bạn, không phải gãy có bông đâu nha. Cái bông lúa nó chịu không nổi cái đầu dài nó à, đây nữa nè, bông lúa nó nặng chịu không nổi, nó gãy ngang cúp luôn. Ai có dùng thì sử dụng phân này thử mấy bạn ơi,